đây rồi, đây đây rồi, đây chắc chắn là pha combat. Khi tôi thấy còn hai thành viên của Team Số 20 đang ở ngay Rozok và có rất nhiều thành viên của team màu vàng cao đã di chuyển vào, và không biết họ có phải nằm xuống hay không đây. Team Số 20 hoàn toàn có thể móc lốt được Team Số 3. Chúng ta cùng xem thử nào, xem liệu rằng là thanh niên Won Su Nam cũng như là Hoàng Nam có được mấy mạng cho tình huống này đây. Bắt đầu với những tình huống nhoi lên để bắn. Rất nhiều những viên ASM đã chính xác rồi, tuy nhiên chưa đủ để cấu đi được giáp đến từ thanh niên Team Số 3. Giờ thì hình như những thành viên của Team Số 3 đã biết rồi. Họ bắt đầu với những tình huống phi thân. Embers đang đẩy thẳng vào trong căn nhà này quá liều. Trong khi đó những quả nết đang được cẩu xuống đến từ ba thành viên còn lại ở trên đồi. Chúng ta cùng xem thử nào. Tôi sẽ cùng anh em xem thử góc cao của thanh niên Ambers đi, để xem anh chàng này liệu có thể đẩy được thành công hay không đây. Đang có một quả smoke muốn được ném ra, nó ném lên tầng 2. Wow, thôi xong rồi. No. Wow. Wow. Đây là một cái góc mà nói thật với anh em là không thể nào cover được. Nó là một cái góc khuất. Ba thành viên còn lại của Team Số 3 vẫn đang còn ở trên đồi Rozoker. Và góc này họ không thể làm gì được, chỉ còn cách là đẩy xuống thôi. Nếu như tình huống đó em bớt bị knock out thì chắc chắn là không thể cứu được. Ngay lập tức sẽ bị gạt giò, nhưng anh ta đã có một tình huống xử lý quá xuất sắc. Một tình huống nằm dưới outplay hoàn toàn thanh niên ngay ở cái hòm bên tay trái. Và tiếp sau đó thì thanh niên hóa ở một phía đằng trước kia không thể có những tình huống bắn chính xác được. Và như vậy anh ta có được 2 kill với khẩu AM của mình. Anh em có thể thấy được rằng là cái khả năng cân team của chúng này nó là tốt như thế nào nếu anh em làm quen được với nó.